thiệu đây là dàn mini, model là Kenwood SG5. Dàn này full chức năng 3 CD MD, ngõ AUX, hai đầu Avera 3.5, kết nối điện thoại, TV, máy tính, tất cả đều hoạt động ok. Phía sau dàn có ngõ optical in, mình dùng kết nối DC, giải mã dùng kết nối mát TV giải mã DC qua tín hiệu quang, không cần đĩa mồi. Hỗ trợ ngõ AUX là ngõ này, mình dùng kết nối điện thoại, TV, máy tính. Đây là ngõ sub, mình dùng kết nối với sub điện rơi, tăng thêm dây âm trầm, FM tần số là 90. Công suất của âm ly là 55W, công suất của loa là 60W trên cặp loa. Đây là góc cạnh mặt sau của bộ dàn. Hàng em bán ra bao nguyên bản, nguyên zin. Hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V, vui lòng đừng cắm nhầm 2.2. Nếu có nhu cầu mua cục đổi nguồn kèm chung dàn thì liên hệ, giá bán cục đổi nguồn là 200.000. Còn không thì các anh có thể lấy điện từ ổn áp ra, nguồn 100-110V sử dụng cho bộ dàn đều được. Chiều cao của loa là 28cm, chiều ngang cả bộ dàn là 50cm, sử dụng tốt cho phòng 25m2. Bát lõm, chép lõm, bát là 12cm, hình thức rất đẹp đúng không? Ngoài ra trên dàn, ngoài chức năng giải mã, full chức năng còn lại ra thì mình có thể chỉnh được bát, chép, super bát siêu trầm trên dàn. Ở đây có select demo nè, mình nhắn vào đây, nó sẽ hiện là stop con. Thì mình nhắn một cái nữa, bát thì có thể là trừ 5 tới cộng 5, thì em đang chọn cộng 5 nha. Chép thì em chọn cộng 2. Ngoài bát chép ra mình có thể chỉnh được super bass siêu trầm là sound direct, là NB là super bass, rồi ba lăng, thời gian, chỉnh màn hình, độ sáng, vân vân, rất là nhiều ứng dụng trên này để mình tùy chỉnh. Em sẽ chỉ các anh sử dụng CD mà đi nha. Mình tắt đi, tắt mà mũi tên tương ứng với nút vuông là tắt. Mình lấy đĩa trên này ra, đĩa mà đi là đĩa của Nhật, mình có thể chép và xóa nhạc trên đĩa này nha. Em chép nhạc theo cầu, các nào có nhu cầu mua mà đi thì liên hệ. Bây giờ mình CD đúng không? Làm sao mình lay CD được thì có input. Input chỗ này mình nhắn vào, nó hiện ra CD, MD, AUX và tuner. Bây giờ CD là tương ứng với mũi tên này, nhắn vào CD. Mình bỏ CD vị trí số 1 thì mình nhắn số 1. Thì lúc này CD nó tóc reading, nó hát cái đĩa này. Nó đang trở cơ đĩa để nó nhận dạng cái đĩa CD số 1 nha. Đây, các anh thấy không? Bây giờ mình cùng nghe đoạn lên test qua chức năng đĩa CD. Bên em bán hàng phải có cộng hoặc là chuyển đủ thì em mới ship hàng cho địa chỉ, em ship tận nơi cho mình. Số điện thoại cửa hàng em là 0931008099. Gọi đến số này để em tư vấn và chốt hàng. Nếu các anh ngại không gọi đến số này thì cứ nhắn tin Zalo cho em, em sẽ chốt hàng qua Zalo nha. Và tư vấn cho mình nhiệt tình để mình chọn bộ dàn ưng ý. Riêng tôi điện thoại, mình nghe test bài bước qua đời nhau. Bây giờ em xin kết thúc clip test nha. Các nào mua hàng thì liên hệ số điện thoại trên bài đăng để em chốt hàng cho mình.
gặp nhau không muốn chẳng mình bước qua đời nhau, để lại thương đau, để lại vết sâu có xóa mờ được đâu. Mình đã từng hạnh phúc